Cô nàng đầu bếp của tôi là bộ phim hài hước của Thái Lan với sự tham gia diễn xuất của hai diễn viên nổi tiếng Lampai Thulithat và August. Thuộc thể loại oan gia ngõ hẹp, nội dung của bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu ngọt ngào và đáng yêu của cô nàng xinh đẹp Lom Giao và anh chàng bác sĩ điển trai Ba Lam. Lom Giao bị ép phải kết hôn với Ba Lam nhưng cô lại từ chối với lý do không biết người đàn ông này là ai. Để tìm hiểu về vị hôn phu của mình, Lom Giao đã cải trang thành một cô nàng xấu xí, sau đó vào làm người hầu cho nhà Ba Lam. Đồng thời, cô cũng đổi một cái tên mới là Pha Đam. Trong quá trình sống chung dưới một mái nhà, cả hai dần dần nảy sinh tình cảm với đối phương. Ba Lam cũng tình cờ phát hiện ra Pha Đam chính là Lom Giao, vị hôn thê được sắp đặt kết hôn với mình. Câu chuyện tình yêu của hai người không chỉ ngọt ngào vui buồn mà còn trải qua đầy sóng gió gian truân. Đặc biệt là sự xuất hiện của trà xanh Rita, người đã gây ra không ít rắc rối và phiền phức cho cả hai. Tuy vậy, đến sau cùng họ vẫn hạnh phúc bên nhau và có một cái kết trọn vẹn. Kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.